Vâng, em Hoàng Tường xin chào cả nhà. Chào cả nhà lại đến với video tiếp theo của em. Em thì hôm nay lên vẫn làm công tác làm lọc vải nha cả nhà nha. Thì theo dự tính của em ấy thì làm từ mùng 7 tháng 8 âm lịch rồi cả nhà. Mùng 7 tháng 8 bắt đầu là phát vườn. Nhưng mà về sau ấy thì nó bị ảnh hưởng cơn bão là không làm được, nên là sau cơn bão là cũng rất chi là bận, còn bận sửa này sửa kia. Về sau cơn bão thì đến hôm vừa rồi thì em cũng lên được phát được vườn, xong là dọn dẹp, là đến hôm nay thì vẫn đang làm đấy nha cả nhà nha. Thì vẫn đang em vẫn chưa làm xong cả nhà. Đây thì đang là đấy, đang cào lá ra đấy. Thì em cũng gọi là mới tỉa, mới tạo cái tán xong thì là em mới cào gốc ra này đấy, mới cào ra để bón phân cả nhà. Đấy thì hôm nay em lên video là thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng 8 năm Giáp Thìn. Đây trước mặt cả nhà đây là những cái cây mà em đã tỉa chỉnh ở trong cái tán xong nhá cả nhà nhá, chỉnh ở trong tán xong và đã cào gốc đây. Thì hôm nay đang cào gốc đấy. Thì cái dự tính của em làm ấy thì là mùng 7 làm là đến khoảng độ tầm 15 tháng 8 âm lịch là xong nhá cả nhà nhá. Nhưng mà hôm nay đã là 22 tháng 8 âm lịch rồi nhưng mà vẫn chưa làm được cả nhà. Đấy thì cào lá thì chắc cũng phải mất độ tầm 2 ngày thì là cũng mới bón được phân, là tưới nước chắc nó cũng mất hơn 1 ngày 2 ngày gì đấy. Thì hôm nay là 22 rồi thì rất chi là bận cả nhà. Thì neo người thì nhà em vẫn đi công ty cả nhà, vẫn đi công ty thì em đưa đón trẻ đi học ngày 2 buổi thì cũng chả làm được cái gì cả nhà, nấu nướng nấu ăn này kia nữa. Nó rất chi là bận cả nhà nhá, nên là làm cũng gọi là túc tác thôi, cũng rất chi là sốt ruột. Thời điểm này cũng gọi là đây, ở dưới này thì em những cái hàng dưới em chưa cào được đây, đây là cái số em tỉa ra ấy thì là cũng rất là nhiều đây, lá đây, đấy đây này đấy, tỉa ra khá là nhiều nhá cả nhà nhá, nên là mới được cái tán như thế này đấy. Thì thời điểm này đang lộc nó đang xanh ngắt rồi cả nhà. Thì làm xong ấy thì em chắc là em cho một ít đạm vào và tưới qua đi. Đất bây giờ nó cũng rất ẩm nhưng mà mình xác định cho ít đạm vào thì mình cũng phải tưới qua để cho nó hấp thụ. Không là mình bón là mình không tưới ấy, thì nó bị bay hơi cả nhà. Nên là cả nhà làm đến thời điểm này thì vẫn làm thoải mái nhá cả nhà nhá. Thì hôm nay nó mới chỉ gọi là 22 thôi. Đấy, những bác nào mà có những cái lớp lọc mà già hoặc là nó chớm, gọi là mới chớm già. Đấy, như những cái lớp của em này nó cũng gọi là chớm già cũng được khá là lâu rồi, nhưng mà chẳng qua là bận không làm được nên là mình không tác động thì nó cũng chưa ra nhá cả nhà nhá. Thì hôm nay 22 thì nó cũng phải rơi vào đầu tháng 9. Hôm nay 22 thì nó cũng phải mất đi khoảng 15 ngày nữa. Đấy, cứ gọi là đầu tháng 9. Đầu tháng 9 lấy thì nó phải đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới được khoanh cả nhà nhá. Đấy thì vải thiều chính vụ thì em đang làm. Đấy, cũng rất chỉ là bận cả nhà. Đấy, thì đang làm. Thì em công tác làm thì em lên nói chuyện với cả nhà một chút đấy, thì cũng nói về một số vấn đề nhiều anh em nó có hỏi đấy. Thời điểm này làm lọc vải u, nếu mà thời điểm này làm lọc vải u ấy cả nhà, thì em xin nói với cả nhà, nếu mà thời điểm này làm lọc vải u mà nó còn im như những cái vải vải thiều chính vụ đây, nếu mà lọc vải u ở khu vực miền Bắc thì thời điểm này nếu mà làm lọc vải u mà nó còn im như cây vải thiều chính vụ này là muộn nhá. Đấy cả nhà nhá, những bác nào mà có vải u mà nó lọc nó còn im thì là
không làm được, nếu mà làm là sẽ bị muộn đấy. Nếu mà những cây của các bác mà là vải u, nếu mà các bác mà đã đủ lọc rồi, em khuyên cả nhà là có khả năng là khoanh, khoanh sẽ là khoanh hai lần, bởi vì ấy, thời điểm này khoanh thì nó vẫn hơi sớm đối với vải u hồng. Nếu mà thời điểm này khoanh, nếu mà vải u hồng thì ở khu vực ngoài Bắc nó phải khoanh vào độ tầm mùng 5. Đấy, như năm nay ấy, thì các bác khoanh độ tầm mùng 5 tháng 9 âm lịch đổ lên nhé cả nhà nha. Riêng ở khu vực ngoài Bắc nó là như vậy. Nếu mà thời điểm này các bác mà khoanh khoanh thì nó hơi sớm, nhưng mà sẽ phải khoanh hai lần, bởi vì lộc nó không đi theo ý muốn, là năm nay nó mưa nhiều nhé cả nhà nha. Đấy, nhưng mà vải thanh hà ấy thì nó không quan trọng mấy cả nhà. Vải thanh hà mình làm ấy thì là nó đơn giản, vải thanh hà thì nó không cần sai hết cây đấy, nên là các bác làm lộc thì cũng đơn giản thôi. Thì em làm lộc vải thanh hà thì em làm cây vải thiều chính vụ này trước nhé cả nhà nhá. Làm cây vải thiều chính vụ này xong thì em mới về nhà làm cây vải thanh hà, bởi vì cây vải thanh hà ấy thì nó không cần hẳn phải sai hết cây, mà nó cứ sai hơn một nửa nhiều là mình làm được rồi đấy. Thì qua video này thì là em cũng nói về cái thời tiết nhé cả nhà nhá. Đấy, thời tiết rất chi là quan trọng cả nhà. Thời tiết ấy thì là mấy hôm nay là bắt đầu là nó chuyển xe lạnh. Đấy, chuyển xe lạnh ban đêm đấy. Nếu mà khả năng như là như hôm qua nó xe lạnh, như hôm qua nó rơi vào độ tầm 21 22 độ ấy cả nhà, là ban đêm là xe lạnh rồi đấy. Nhiều bác cũng là đến thời điểm này, nếu mà riêng nói về vải là các bác cũng gọi là có cái tác động ban đêm xe lạnh cái, là các bác là cũng thấy ở trong lòng sốt ruột đấy các bác ạ. Đấy, em nghĩ là như vậy. Nhiều bác sẽ thời điểm này thấy cái hiện tượng là xe lạnh một cái là ban đêm là các bác là đã sốt ruột rồi đấy. Tại vì sao? Tại vì cái thời tiết đấy thì thời tiết thời điểm nắng nóng đấy rất chi là lâu rồi, hàng mấy tháng rời rồi không thấy cái ban đêm nó lạnh như vậy đấy. Tự dưng là anh em làm vải mà thấy cái thời tiết xe lạnh một cái là các bác là đã thấy sợ rồi đấy, sợ làm lộc vải cũng không kịp, sợ là không kịp này đấy, sợ là nó bị muộn này, như thế này thế kia. Nhưng mà các bác là phải hiểu là nếu mà thời tiết làm lộc vải ấy, mà nó cứ ban ngày rơi từ 28 độ đến 32 độ và ban đêm là 18 độ đổ lên là vẫn làm lộc được bình thường nhé cả nhà nhá. Đấy, cái thời tiết mà nó cứ rơi ban ngày mà nó dưới 25 độ mà thời tiết ban đêm là nó rơi vào khoảng độ tầm 17-18 độ là lúc đấy làm lộc mới là khó lại cả nhà. Đấy, thời tiết như bây giờ, hiện tại bây giờ và trong các tuần tới là nó vẫn dao động từ là 28 đến 32 độ ban ngày. Còn là về ban đêm là nó sẽ tụt xuống là 22 độ đến 20 độ. Và đợt sau, hôm nay là thứ ba thì nó sẽ rơi vào là thứ ba tuần sau là nó có một đợt không khí lạnh nữa nhá cả nhà nhá. Đợt không khí lạnh thì nó cũng chỉ tác động nhẹ thôi cả nhà. Là nó sẽ tụt ban ngày, tụt 28 độ, 27 độ trong vòng 3 ngày. Và ban đêm nó rơi vào 19 độ, 18 độ, khoảng 3 ngày cả nhà. Đấy, nên là cái thời tiết đến thời điểm này và anh em làm lộc là rất là quan trọng rồi. Đấy, nếu mà bác nào mà không theo dõi thời tiết mà không làm, có khả năng là sẽ bị muộn nhá. Một là bị muộn, hai là bị nhỡ đấy cả nhà. Nên là đến thời điểm này là các bác nên xem thời tiết thường xuyên đấy. Như thời điểm này là nó chỉ rơi vào như thời điểm này là vẫn đang nắng này, nó chỉ rơi vào 25 độ, 26 độ thôi cả nhà. Đấy, nó vẫn nắng nhưng mà vào trong, các bác bây giờ vào trong râm là nó rất chỉ là mát đấy.
nên là làm lộc vải. Cái thời điểm này là thời điểm vàng làm lộc vải cho lộc cuối cùng nhé cả nhà nhé. Nếu mà làm không nhanh ấy, thì nó sẽ rơi vào những cái hôm mà nó có không khí lạnh, mà nó rơi vào ban ngày, mà nó rơi vào 20 năm đổ xuống, mà nó không có mặt trời, mà nó gió hiu hiu lạnh. Đấy, lúc đấy làm lộc sẽ không làm được. Và làm lộc lúc đấy và cây nó phát triển rất chỉ là chậm. Cây nó vẫn phát triển nhưng mà cây phát triển rất là chậm, nên là làm lộc rất chậm nên nó bị muộn nhé cả nhà nhé. Nhưng mà cái thời tiết của năm nay nó đi chậm hơn so với năm ngoái cả nhà. Thì lập đông của năm ngoái là nó rơi vào 24 tháng 9 âm lịch, nhưng mà năm nay nó rơi vào mùng 7 tháng 10 âm lịch. Nó chậm đi mất khoảng 13 ngày, nên là cả nhà là cứ yên tâm làm. Nhưng mà em nói yên tâm ấy, thì là yên tâm trong cái khoảng thời gian là hôm nay là 22 tháng 8 âm lịch, là cái khoảng thời gian nó chỉ rơi vào đến khoảng độ tầm 20 tháng 9 âm lịch, thì nó trong vòng khoảng 1 tháng nữa thôi cả nhà. Đấy, làm lộc là trong vòng khoảng 1 tháng này nhé cả nhà nhé. Nếu mà trong khoảng 1 tháng này mà bác nào, mà những vườn nào mà chưa làm được lộc, mà chưa đuổi được kịp, đấy, nếu mà không làm được thì sẽ bị muộn nhé cả nhà nhé. Như là nếu mà lộc nào bị muộn ấy, lộc sớm thì là khoanh thì là cũng nhớ, mà lộc muộn thì làm ấy, nếu mà lộc muộn ấy, thì là cả nhà là cứ tính như này đi. Cây vải thiều chính vụ là các bác sẽ khoanh hạn từ 20 tháng 9 âm lịch đến 20 tháng 10 âm lịch. Đấy, nên là các bác là sẽ tính là cái thời điểm làm lộc của nó. Nếu mà thời điểm làm lộc của nó thì các bác là cái hạn cuối cùng khoanh ấy, thì là các bác phải đến cuối tháng 9 âm lịch cả nhà. Cuối tháng 9 hoặc là đầu tháng 10 âm lịch là các bác phải ra ban đỏ hết. Đấy, phải ra ban đỏ hết, gọi là đầu tháng 10 là các bác phải ra ban đỏ hết. Nếu mà các bác không ra ban đỏ hết thì sẽ bị muộn. Ví dụ mùng 10 tháng 10 âm lịch mà các bác lộc vẫn còn đang ra ấy, mùng 10 tháng 10 em nói nhé, mùng 10 tháng 10 âm lịch mà các bác lúc đấy mà đang nhũ lộc ấy, thì là lộc đấy sẽ muộn. Đấy, nếu mà khoanh muộn ấy, thì các bác hiểu rồi, muộn một là nó có thể ra được và nó có thể là bị cục, hai là nó có thể bị đấy các bác ạ, tịt như năm vừa rồi nó bị tịt luôn, nó không ra một cái gì ấy. Đấy, cả nhà phải hiểu là nó tịt luôn, nó cái lớp lọc nó ra quá muộn rồi. Đấy, lớp lọc đấy có lẽ là nó sẽ thành lớp hoa rồi, nó không phải là lớp lọc nữa, nhưng mà mình lấy quá muộn ấy thì là nó bị kiểu như vậy. Đấy, thì là hôm nay em lên video ấy thì là em nói chuyện với cả nhà, thì em lên đang công tác làm này. Đấy, nhiều bác có hỏi là làm có sợ muộn hay thế này thế kia, thì nhiều bác cũng bảo là đang chuẩn bị làm, thì em khuyên các bác là cũng nên tranh thủ nhá cả nhà nhá, nên tranh thủ nhá. Thì em cũng rất chi là bận cả nhà, lẽ ra là em làm xong tầm này là em phải xong rồi, đâu vào đấy hết rồi. Đấy, là em bị muộn về cái bão này, bão qua xong là lại sửa soạn này kia, xong là lại trẻ con đi học này, lại mất từng ngày họp phụ huynh này kia này, đến mấy hôm nay lại cỗ bàn nó láo nháo liên tục, cái này thì là rất chi là bẩn cả nhà. Đấy, thì là làm em sẽ tranh thủ làm cả vải Thanh Hà nữa, đánh gấp dọn, gọi là gấp rút trong vòng hôm nay là 22 thì trong vòng tháng 8 là phải bắt buộc làm xong nhá. Kể cả lộc vải Thanh Hà cũng phải dọn gốc sạch như thế này. Đấy, kể cả vải Thanh Hà nhá, cũng phải dọn sạch như thế này và làm tưới phân đạm vào. Kể cả vải Thanh Hà nhá, phải làm trong tháng 8. Ví dụ hôm nay đã là 22 thì làm trong vòng 8 ngày nữa, là gọi là một tuần, bắt buộc và phải làm cả vải thiều chính vụ và vải Thanh Hà là bắt buộc phải làm xong. Đấy cả nhà, phải làm xong.
Nếu mà mình tưới đạm xuống ấy thì là cây của nó phải mất đi 1 tuần đến 10 ngày là mới hấp thụ được, là lúc đấy lộc nó mới bung đấy cả nhà. Thì làm xong thì là đầu tháng 9 qua mùng 10 tháng 10 gọi là lộc mới ra. Mùng 10 tháng 10 lộc mùng 10 tháng 9 âm lịch, em xin lỗi cả nhà nhá. Mùng 10 tháng 9 âm lịch bắt đầu lộc mới ra. Ra là nếu mà cảm thấy muộn quá là các bác sẽ tác động cho em phun một chút bón lá. Nếu mà không phun được bón lá thì các bác phun thuốc sâu thật là sạch sẽ, thì để lọc cho nó có nắng như thế này thì nó cũng nhanh thôi. Khoảng độ tầm 10 đến 15 ngày nó sẽ chuyển sang màu bánh tẻ đấy cả nhà. Thì bắt buộc lọc cuối cùng này các bác phải là đầu tháng 9 âm lịch, mùng 5 hoặc là mùng 10 tháng 9 âm lịch là bắt buộc phải ra nhá cả nhà nha. Bắt buộc phải làm mọi cách tưới phân đạm này kia, tưới nước này kia, bắt buộc là phải ra đấy cả nhà. Nếu mà bác nào mà làm muộn quá thì là nó sẽ bị muộn, nên là em khuyên cả nhà cái thời tiết này vẫn đang già rất đẹp, nên là cả nhà hãy đẩy tiến độ lấy nhá. Đấy rồi, video em lên như vậy thôi rồi, em xin được chào cả nhà.